không? Một không. Năm thằng năm vị nó thằng tính là. Đúng rồi đó. À, Hồng Ngự Cao Lãnh thả mà chạy đấy, năm thằng mấy năm quyện năm mạnh nhất rồi. Đúng rồi. Thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh. Thành phố Hồng Ngự năm nào. Hello, 6 người đang xem. Điểm cho Liên Minh Kiên Giang 2 0. Đi trời qua ngọn gió quý chị trời. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 1 2. Bên anh được mấy người xem mà anh có 8 người vậy. Bỏ bóng ra ngoài, điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp. Hello, okay. Hello, 20 người đang xem. Đúng không? Và cuối cùng thứ hai đó chưa chung kết. Đúng rồi. Trời, ba đồng anh đồng ba bạn khác nhau. Nó mới có lòng. Chú làm gì chắc. Ra ngoài. Điểm cho Liên Minh Kiên Giang. 3 2. Còn hai đội kia chưa chung kết. Anh em vô coi để lại bình luận với chia sẻ đi anh em. Trong hai đội này, hai bạn kia đội nào? Đập bóng tốt. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 3 đều. Lên bút hay là gì có là lên bút. Đầu gót lên bút. Anh lấy gì? Giết chưa em ít là em mới ít lại sót. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang 4 3. Điểm 4 3 cho Lê Minh Sport nha em. Đúng không? Đúng không? Bên đây Lê Minh Sài Bóp với sự góp mặt của Sang Miệt Thứ, Thanh Trương Bãi Biển, Đạt Học Sinh, như Minh Thu 2K7, như Triền 2 Uy Nhật. Bên kia là Sang Quán Long An, Kha Cao Lãnh, Du Cao Lãnh, Thường Hồng Ngự, Bảo Nguyễn, Lý Kha Minh. Bốn chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho Lê Minh Kiên Giang 5 4. Nói chung ba bạn lấy sao được 4 đội ta? Ba bạn lấy 2 đội à? Bạn 2 đội à, còn 6 đội. 6 đội rồi sao nữa? Quýnh nhất A gì B đó, lấy 3 đội vô chung kết. Đó vậy, cái gì ba có sẵn luôn đó. Nào điểm cao rồi mới thắng. Điểm cao lấy nhất. Đập bóng tốt. Hello Nhật Linh. Điểm. Ăn set đầu rồi nghe Nhật Linh. 5 đều. Đang vô set 2 điểm 5 đều. Đúng rồi anh ơi, mới vô đánh trận đầu mình ăn set đầu rồi. Giật lim. Nhưng mà vô giật lim xấu mà. Gì kìa. Bắt bóng ra ngoài. Hello 21 người đang xem. 6 5. Nhưng mà cái đó vô sâu mà. Vô banh ngoài. Giấu banh thì ngoài. Dạ. Đập bóng tốt. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang 7 5. Dạ. Chào bé Kha nha. Chào Minh Màu. Đụng đội Lê Minh anh lên đây. Lê Minh có Sang Thứ, Thanh Trương Quê Biển, Minh Thu 2K7 với Đạt Học Sinh. Lưới. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 6-7. Uy Nhật Triền 2. Gần như đây là trận chung kết sắp. Hello 22 người đang xem. Rồi có Giang Quán đẹp dây á. Chặn tay trắng ra ngoài. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp. Giang Quán đẹp dây. Hello Trọng Nguyễn, hello Nhật Hồi. Điểm vào 7 đều nghe anh em. Lúc thấp lúc cao. Phát bóng không qua lưới. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang
8-7. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang 8-7. Cái bóng bắt tốt, cái chìm tốt, bóng chặt xíu ở chìm thôi. Thấy... chắn bóng tốt, điểm cho Lê Minh Kiên Giang 9-7. Anh Linh đi tới đâu anh Linh? Đi trên Linh. Dạ à, em đi đường Long Xuyên lên đây, đi đường Xuyên thì xa. Chắn bóng tốt. Còn anh đi đường Kiên Giang 10-7. Hello Hoài Hồng Ngự. Hello 25 người anh xem. Anh qua hai cái đỏ ở bên anh đi đường Chợ Thủ cũng được, anh lên đây. Đi mấy đường đó đi chỗ gần. Lớn rồi. Không tốt. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang 11-7. Dạ ok Linh. Hello 28 người đang xem. 30. Hello Nguyễn Văn Thư. Hello. Điểm mấy à anh Phúc? Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 8-11. Điểm Lê Minh đang gác 11-8. Set 1 là bên Cao Lãnh đã thắng 1 set. Đập bóng tốt, điểm cho Lê Minh Kiên Giang 12-8. Bất dụng anh Sơn ơi, nãy giờ mới rụng 3 trái liên tiếp. Hello Nguyễn Kevin, hello Minh Hoàng. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Hello 30 người đang xem. 9-12. Anh em coi thấy rõ không anh em? Có bị bể gì không? Dạ, ông gặp một trò đó phải thích lại điểm đều kêu khán giả đó vỗ tay. Bắn bóng ra ngoài, điểm cho Lê Minh Kiên Giang 13-9. Thích lại vô, vỗ tay vũ luôn. Không phải đâu. Quýnh kiểu này ai đâu vỗ tay. Hai bên nhơ nhơ gì. Đúng. Nãy bờ nãy giờ hai bên quýnh nhơi nhơi. Đập bóng ngoài sân. Một pha bắn chim của Kha Cao Lãnh. Hello Quỳnh Cao Thăng. Hello em trai. Đập bóng tốt. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 10-14. Nãy giờ chuyền quýnh đường y vô mâm không? Nói chuyện à, tại hơi trôi quá. Hello 32 người đang xem. Bỏ bóng tốt. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang 15. Hello Hiếu Nguyễn. Hello Phan. Hello Chiếu. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Wow, vô set 3 anh em ơi. Ừ, vô set 3 giữa tem âm thanh ánh sáng Nhật Linh. Dạ đội Lê Minh Kiên Giang. Giới thiệu lại bên đây gồm Kha Cao Lãnh, Du Cao Lãnh, Thường Hầu Ngự, Dư Sang Quắn, Bảo Nguyễn và Khâm Minh. Bên kia tem Lê Minh. Yeah. Hello Sâm Nô, có về không Sâm Nô? Này đang quay ở đang trực tiếp đập bóng chạm lưới, điểm cho Lê Minh Kiên Giang 1-0. Ok anh, chiều anh về nhưng mà chắc anh về trễ Đạt ơi. Sợ về trễ quá. Vô kêu vô giấu cây củi ha Tấn Trần. Đập bóng tốt của điểm anh Thường Hầu Ngự 1-1. Có Hiếu ơi, anh Thường quýnh giữa nè. Ủa đi đánh 2 tiếng. Hello 40 người đang xem. Đập bóng tốt, điểm cho Lê Minh Kiên Giang 2-1.
anh em coi cho một like và một comment chia sẻ đi nè. Kéo đâu? Đâu biết đâu. Một pha đánh bóng vào đầu sang biệt thứ. Bỏ vô cầu lạnh. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp. 2 đều. Hello 45 người đang xem. Không, tôi đánh kỹ mình ký đội nào biết đâu thấy tâm trạng đó. Đánh Long Kiên. Set 3 rồi. Giờ đang vô set 3 điểm 3-2 cho Lê Minh. Pha bắt bóng hỏng. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang. Bắt bóng hỏng của Du Cầu Lãnh. Điểm cho Lê Minh 4-2. Hello 50 người đang xem. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang 5-2. Dễ ở thầy nào qua vắng hai rồi mình tính qua nhảy trắng luôn sao bước không có giò. Giải ở Châu Thành An Giang nha em. Bỏ bóng ra ngoài. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 3-5. Cố Vũ bị đánh tù lao. Bốn chạm tay trắng ra ngoài. Điểm hello 47 người đang 6, xem. 3 mời hai đội đổi anh em vô xem hãy để lại một like một bình luận chia sẻ cũng được anh em. Và phát bóng của Đạt học sinh Kiên Giang. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 4-6. Tiền ơi ok. Mày nói diễn đúng chứ. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang 7-4. Không cao thì nó bị lợn. Ông gịch vô lưới rồi, ông nhảy lên gịch xuống. Gì dữ, gì lớn luôn. Hello 45 người đang xem. Chắc bóng tốt. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang 8-4. Đến 12 điểm. Điểm đang dành cho Lê Minh 8-4. Đập bóng tốt. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 5-8. Thua chắc thua luôn em ơi. Điểm 5-8. Đập bóng tốt. Đập bóng tốt. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang trên trắng 9-5. Tay trắng ra ngoài. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 6-9. Đúng rồi em ơi. Phản hết nổi. 6-9 này. Đúng rồi. Hôm nay Nhật Linh Đồng Tháp xin phép mời. Biên Nga vô cô lãnh thấy thèm lắm em ơi. Điểm đang nghiêng về cho tèm Lê Minh Sport. Điểm 9-6. Cho sang ngoài trăng sang vô trắng không ạ. À.
Công Sơn, điểm cho Lê Minh Kiên Giang 10-6. Nói gì nữa mày, nói gì cũng đúng cho mày ơi. Giải ở Châu Thành hồi nãy, Châu Thành An Giang 3. Đập bóng tốt, điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp 7-10. Hello luôn mày tiện. Điểm 70. Phát pha bóng trực tiếp. Điểm cho Nhật Linh Đồng Tháp mộng bình 8-10. Dạ hình như có một hai người quay gì á nơi. Đập bóng ngoài sân. Em thấy một hai người quay có bóng chuyền spot quay á nơi. Điểm 90 cho bên tem âm thanh sáng Nhật Linh sang Biển Thứ, Thanh Chương Bãi Biển và Uy Nhật Đạt học sinh. Hello Nguyễn Ngọc Thiện, hello Nguyễn Long, hello 43 người đang xem. Pha là bóng trên trắng của Minh Thuận. Điểm cho Lê Minh 1-9. Lô Đăng Khoa Nguyễn. Điểm 11-9, điểm cuối. Trắng bóng tốt. Điểm cho Lê Minh Kiên Giang. Kết thúc trận đấu, Lê Minh Kiên Giang thắng Nhật Linh Đồng Tháp với tỷ số 2-1.